Tiền sư bố đứa nào bắt chó của bà mau mau mang trả, không là chẳng xong cả họ nhà chúng mày suốt kiếp suốt đời long đong. Chó ơi, chó về với bà mua sẵn giềng cho mày rồi đây, chó ơi. Bíp 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 bíp. Bíp cái thằng bố mày. Đường rộng thênh thang thế này không đi bíp cái gì. Cháu làm gì cụ đâu mà cụ vác mồm chửi ghê thế. Đang mất con chó còn bực mình. Thế cậu đi đâu đây? Dạ, cháu đi câu. Đi Exciter. Đi câu à? À, đúng mày rồi, tiền sư bố mày. Thanh niên thanh hòn, sức giải vai rộng, phải đi trộm cắp cho quen thói gì. Sư bố mày. Cháu trộm cắp bao giờ? Thì mày đi câu chó còn gì. Trả tao con chó đây. Em nó đang tuổi ăn tuổi chơi, đã biết gì đâu mà mày bắt nó bơi vào nồi. Khổ lắm. Cháu đi câu cá cần đây này, chứ có câu chó đâu. Cụ vào trong mấy cái quán cầy tơ 7 món hỏi xem, nhớ là nó đi lạc vào đấy. Ồ, thế hóa ra là nhầm à. Thôi thì múc nhầm hơn bỏ sót vậy. Đến khổ, ra cổng gặp ngõ hay sao mà đen thế. Trốn mãi mới đi được, vợ mới trả con đến khổ. Thế chú được con nào chưa? Ngồi từ sáng tới giờ mà vẫn móm đây. Mà thấy bảo chị nhà ngày xưa hiền ngoan lắm cơ mà. Ngày xưa thì cũng hiền cũng ngoan thật. Mà bây giờ đẻ đái xong có mấy lứa, mồm nó lúc nào cũng gầm gừ, hở ra là nó khập. Thôi bác ạ, một điều nhịn là 9 điều lành. Thì tôi vẫn nhịn đấy chứ. Nhưng mà nhiều lúc nó quá thể đáng lắm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có hôm ngồi với anh em đàm đạo một chút mà về nó xa xả 7 ngày 8 đêm. Sau đó còn khuyến mãi thêm vài giờ. Phải tay em là em lôi ra em sút bên nanti rồi. Vợ như thế là không được. Mình là đàn ông, múc nó một cái thì người ta lại bảo là hèn. Mà cứ để nó trèo đầu cưỡi cổ mãi, khéo lại thoát vị điếc đèm. Biết làm sao bây giờ. Cá cắn rồi, bác giật đi, nhanh. Ôi giời, bác giật trên nào đây? Ôi giời, cái bà chủ hồ câu này đoảng thế chứ lì. Cá nó mặc được cái này đâu mà lại ném xuống hồ. Này bác cầm về mặc. Chó ơi, bà ngồi đây từ chiều. Ơi chó ơi là chó ơi. Úi giời. Cụ ơi, cụ có nhìn thấy một người đầu có một ít tóc, mồm có ít lông đi qua đây không? Người đầu có tóc, mồm có lông thì thiếu gì. Mà cái áo kẻ tím tím rồi đi cái xe xanh xanh đấy cụ. À, đi câu đúng không? Vâng, đúng rồi. Tôi là vừa thấy cậu ấy đi vào trong kia kìa. Thế cô là có anh em họ Mạc gì với cậu ấy à? Dạ, có anh em họ Mạc gì đâu. Chỉ là sau mấy chục mâm cỗ lại chung gối chung chăn, đến bữa cùng ăn cụ à. Cháu chào cụ nha, cháu vào trong này đây. Chồng với chả con xảy ra là lượn, câu với kéo. Bác ngồi xe ra, ngồi gần bác đen lắm. Từ nãy tới giờ chả thấy cá cắn gì cả. Thế chú đi tìm ai đỏ mà ngồi. Lắm chuyện. Rét mướt này thì cá nó đắp chăn đi ngủ hết chứ đỏ với đen cái gì. Câu kéo từ sáng tới giờ không được con nào. Bực ghê chứ lị. Câu để giải trí, chú đừng có mà đặt nặng vấn đề cá mú làm cái gì. Mà ở nhà Chú đã có con cá giếc to bằng bàn tay rồi còn gì. Ui giời, cá gì mà quẫy to thế nhỉ? Cá gì? Cá đây này. Em làm cái gì đây? Hở ra tí thời gian là anh đi câu, vợ thì không quan tâm, cả tháng chả thấy đông đậy gì. Chắc là của bác sò quằn Talavan hết rồi. Chú im đi, chú xem bao giờ mà biết quằn. Anh thèm khát câu thế à? Ra chợ kia kìa, mà câu cho nhanh. Câu ở đây là để giải trí chứ quan trọng gì vấn đề cá đâu. Không quan trọng cá thì ở nhà, ra sân mà câu không khí. Ra đây làm cái gì? Tốn tiền, tốn của, tốn thời gian. Mỗi người có một đam mê. Giá mà tôi chơi cờ bạc, gái gú đã đành. Đằng này câu cũng nói. Đam mê mà không ra tiền cũng dẹp đi. Này thì cần câu. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi. Mát không chị? 10 điểm, 10 điểm. Lần sau cứ thế. Con giun xéo mã cũng quằn. Tức nước thì phải vỡ bờ. Hãy tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Sống quá đáng thì đừng trách người khác quá tay.